Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại muốn giới thiệu với các bạn về một món ăn, đó là món bánh mì ăn sáng các bạn ạ. Đây là sản phẩm bánh mì ăn sáng của mình sau khi mình đã làm xong, gồm có dưa chuột trộn chua ngọt và trứng ốp. Tiếp đến là nước sốt mazole và tương ớt hoặc sốt cà chua các bạn nhé. Đây là sản phẩm của mình sau khi mình đã làm xong đấy. Các bạn nhìn thấy thật hấp dẫn. Nếu bạn nào có nhu cầu ăn tương ớt thì bạn đã cho thêm tương ớt vào. Thì sau đây thì mình muốn trình bày cách làm. Các bạn cần phải chuẩn bị những gì? Đó là chỉ gồm một chiếc bánh mì. Đấy. Ở đây là mình làm một chiếc. Sau đó các bạn nếu mà gia đình nhà mình ăn nhiều thì các bạn có thể làm nhiều cái lên nhé. Một quả trứng, một quả chanh và một chút tương cà. Và nước sốt mazole của mình đã gần hết rồi. Mình rất hay làm món này. Và có tương ớt. Nếu bạn nào có nhu cầu ăn tương ớt thì bạn cho tương ớt. Còn mình làm cho bạn nhỏ nhà mình, nhưng là mình chốc là mình làm cũng như tương ớt ạ. Một chút gia vị và một chút đường để mình trộn chua ngọt các bạn nhé. Thì trước hết là mình lạo dưa chuột ra. Thì đôi khi các bạn cho con nhà mình ăn sáng, ngoài bún, ngoài phở, ngoài cháo, thì các bạn có thể tạo cho các bé một chiếc bánh mì cũng rất là ngon và rất là đơn giản. Không những các em nhỏ mà còn các bạn lớn cũng được. Tức là ngoài cái các bạn có thể là kẹp thêm trứng như thế này, các bạn có thể cho thêm ruốc hoặc chả. Nhưng ở đây thì mình làm với những cái nguyên liệu sẵn có ở trong tủ lạnh nhà mình. Cho nên là mình làm rất là đơn giản như thế này thôi. Các bạn ăn vừa đủ chất mà lại rất là mềm và ngon, rất dễ ăn. Thì dưa chuột các bạn nạo vỏ và các bạn thái như thế này. Mặc dù là đã rửa sạch vỏ rồi nhưng các bạn vẫn cố gắng là thái vỏ đi để các bạn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì các bạn thái xong thế này rồi thì mình trộn một chút gia vị, một quả chanh. Thì với hai quả mình cho gia vị vào và để mình cho nó cái dưa chuột nó vừa đấy các bạn. Và tiếp đến là các bạn có thể làm cho đường. Thì với là làm với các bạn nhỏ thì các bạn cũng không cần phải cho tỏi đâu. Thực ra để cái trộn này thì mình, ví dụ mình ăn dưa góp ở nhà mình ấy, mình cần cho tỏi. Thực ra là các bạn cũng không cần thiết mà phải cầu kỳ như vậy đúng không ạ? Buổi sáng ra thì ai cũng bận rộn công việc, cho nên là làm những cái gì nhanh nhất thì mình làm thôi. Đấy thì các bạn là cho một nửa quả chanh thôi các bạn nhé. Bởi vì là cái này thì mình ăn kẹp với cả dưa chuột cho nên là mình cũng không cần phải chua lắm đâu ạ. Thì các bạn có thể tranh thủ làm như thế này cho các bạn nhỏ nhà mình ăn này. Vừa đảm bảo vệ sinh mà rất là những cái gia vị của mình cho vào rất là sạch. Và hai là mình làm số lượng ít thì đương nhiên là nó sẽ đảm bảo cái vệ sinh hơn đúng không ạ. Còn ra ngoài hàng người ta làm cái số lượng nhiều cũng có thể là trứng, cũng có thể là dưa chuột, nhưng có thể là người ta cất giữ không được an toàn. Và mình đập một quả trứng ra thì các bạn có thể sử dụng trứng gà hoặc trứng vịt, đấy là tùy các bạn nhé. Đấy thì các bạn cho quả trứng, các bạn có thể cho quả trứng gà vào, các bạn đập ra bát và các bạn quấy đều nó lên. Quấy đều nó lên sau đó là các bạn quấy nên là mình mang đi mình tráng. Còn nếu mà bạn nào có thể ăn được thêm hành thì các bạn cho vài cái hành lá vào cũng được cho nó ngon. Và bây giờ mình mang đi mình tráng trứng thôi. Thì là mình cho vào cái chảo nhỏ như thế này thôi. Cái chảo này của mình thì rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi, nó bé, là tráng một quả trứng rất là vừa các bạn ạ. Thì nó hơi đen một chút nhưng không vấn đề gì ạ. Thì mình cho dầu hoặc mỡ là tùy mình đúng không ạ? Sau đó là mình cho nó nóng già lên. Thì mình cho trứng vào. Thì các bạn đổ trứng, các bạn cứ đánh mạnh tay vào. Đánh nhiều vào thì là cái trứng nó rất là bông. Nên các bạn chỉ nhìn một quả trứng như thế này thôi. Nhưng mà các bạn có thể là các bạn nhìn mà xem, chốc nữa mình tráng xong nhé. Trứng rất là thơm. Và nó rất là phồng lên đấy. Mặc dù một quả trứng rất là nhỏ đúng không ạ? Rất ngon. Thì các bạn để cho nó già lên một chút, sau đó mình lật.
Đấy, các bạn xem nó già chưa thì mình đặt lên nhé. Rất là phòng và bông. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rất ngon đấy ạ. Thơm lắm. Nếu mà các bạn làm là bằng trứng gà ấy, thì rất là thơm. Với một bạn là đi học khoảng lớp 4 hoặc lớp 5 là các bạn làm một cái bánh mì này là ăn là các bạn có thể đủ chất. Và bạn nào mà ăn được thì lại uống thêm một hộp sữa nhỏ nữa là quả là tuyệt vời luôn đấy các bạn ạ. Đủ sức học cho cả một buổi luôn. Đấy, sau khi mình đã tráng trứng xong rồi như thế này, dưa chuột thì các bạn cũng đã trộn nó cũng ngấm gia vị rồi. Thì bây giờ các bạn có thể là cho thêm một chút rau mùi vào. Để con nhà mình thì không ăn được ớt đâu, nhưng mà bạn thì ăn cái rau mùi rất là thơm. Nên là mình sẽ cho rau mùi vào. Thì mình không cho trực tiếp mà mình sẽ cắt nhỏ như thế này, sau đó mình trộn với cả nó lẫn một chút gia vị vào cho nó có vị chua ngọt. Đấy, các bạn trộn nó lên, sau đó là mình lấy nguyên liệu để mình kẹp thôi. Nó có muối, có đường và có chanh vào là nó sẽ tái luôn. Thì bây giờ cái bánh mì này các bạn có thể là cắt ra. Các bạn dùng kéo nhá, ở đây mình không dùng dao mà mình dùng kéo mình cắt. Cắt như này nó sẽ không bị nát bánh mì ạ. Cái bánh mì thì trước khi mình mua về mà nó không còn nóng giòn ấy thì các bạn có thể cho vào lò vi sóng, các bạn quay một chút cho nó nóng mà nó giòn lên. Và các bạn có thể để lên một cái chảo cũng được, mà cũng thực ra là mình mua ở ngoài hàng về nó rất là giòn rồi đúng không ạ? Cái này mình không gấp cả mà các bạn cắt đôi miếng trứng ra. Đấy, các bạn cho vào như thế này. Sau đó là mình cho dưa chuột lên. Ăn lượng dưa chuột nhiều hay ít đấy là tùy. Như chỗ này của mình làm thì đương nhiên là sẽ kẹp được từ 2 đến 3 cái bánh mì. Bởi vì hai quả dưa chuột mà. Chứ thực ra là kẹp một cái bánh mì mà kẹp hai quả dưa chuột cũng rất là nhiều ấy ạ. Các bạn có thể thích ăn rau đó, các bạn kẹp nhiều dưa chuột vào cũng không sao, vì rất là ngon mà. Đấy, các bạn chỉ kẹp vậy thôi. Và sau đó là bây giờ các bạn cho sốt cà chua hoặc là tương ớt hoặc là mazole, đấy là tùy. Mình cho sốt cà chua. Đấy, thì bây giờ mình cho cái mazole. Cái mazole của mình thì nó cũng gần hết rồi nên là các bạn không sao, mình vẫn có đủ để làm một cái bánh mì cho con đúng không ạ? Các bạn này rất thích ăn, các bạn nhỏ này các bạn cứ làm này mà xem, các bạn rất thích ăn cái món sốt cà chua và sốt mazarin này. Nhưng dù sao thì mà như với nhà mình thì con nhà mình cũng chỉ một tuần ăn hai bữa bánh mì thôi ạ. Cũng không nên ăn nhiều những cái đồ này, nếu ăn nhiều nó cũng rất là béo đấy các bạn nhé. Đây các bạn nhìn xem bánh mì này, cà chua quên trứng này, dưa chuột này. Đấy, trứng, dưa chuột. Đấy, nếu mà bạn nào mà nhỏ có thể không ăn được thì các bạn có thể là cắt đôi ra, đúng không ạ? Đấy, bạn có thể cắt đôi ra để bạn ăn một nửa thôi và uống một hộp sữa nhỏ thôi. Đấy, bạn mở ra rất là thơm và hấp dẫn đấy ạ. Dưa chuột, trứng, rau thơm, sốt, cà chua, mazarin, mùi vị quả là hấp dẫn luôn. Nếu mà nhiều khi các bạn lớn ấy ăn chút tương ớt nữa vào thì quả là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Thế là bữa sáng cho các bạn ở đây rất là đơn giản mà đã xong rồi. Các bạn thấy rất là kinh tế và vệ sinh đúng không ạ? Cho nên là mình chúc các bạn làm cho các bạn nhà mình ăn thật ngon nhá. Không những là ăn bữa sáng mà các bạn còn đấy cái tương ớt đấy ạ. Ăn thì cho vào. Không những là bữa sáng mà có thể là bữa chiều đi học về các bạn rất là đói, các bạn có thể làm được. Đấy, ăn rất là ngon. Thế là sản phẩm của mình đến đây đã xong rồi. Xin chúc các bạn làm và ngon miệng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất. Nếu bạn là theo dõi video của mình mà thích thì cho mình xin một like. Đừng quên chia sẻ và đóng góp ý kiến với mình nhé. Và chia sẻ kênh của mình với bạn bè để theo dõi những video mới nhất và gần nhất của mình nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngon miệng.